Kính chào quý khán thính giả, chúng tôi là luật sư Đào Hiếu Liêm và luật sư Hoàng Ngô. Bây giờ chúng tôi trở lại với quý vị với chương trình Người Việt Luật Mỹ mà quý vị có thể tiếp tục gọi vào đài qua cái số điện thoại trên màn ảnh của đài là 1-14-893-3264. Hello, giờ chúng tôi nghe đây. Dạ chào luật sư. Dạ chào ông. Dạ. Chào luật sư. Dạ chào tôi hỏi của họ là cái nhà đứng tên hai người mà họ đã trả hai bị ốp bây giờ. Bây giờ họ muốn đường người mới vừa rút ra tay ra một người thì tiền cái tiền thế hàng năm á, tiền thế mà thế đất nhà đó có tăng không ông? Hai người đó ai? Dạ. Hai người đó liên hệ làm sao? Dạ không có liên hệ là cũng cháu ruột cái đâu, ví dụ như một người là anh em chú bác cái thôi. Ok, vậy thì thế đất sẽ tăng. Còn nếu mà ít thì sao? Nếu mà hai người rồi rút hết mình đưa người mới vào được không? Cũng sẽ rút rút một người hay rút hai người gì chăng nữa đó, bởi vì cái liên hệ đó nó xa vời, do đó đó tiền thuê đất vẫn tăng. Chỉ có cái liên hệ mà không có tăng đó, khi rút tên hay là để tên vô, đó là giữa vợ chồng, giữa cha mẹ và con cái, giữa ông bà và con cháu thì đó nó mới không tăng. Hay là chuyển nhượng vô và ra cái tín quỹ của mình, cái living trust của mình thì nó không tăng. Còn cái ông nói đó, anh em, chú bác, bà con hay là gì đó, hai người ngoài đều tăng hết. Dạ, cho tôi hỏi cái này, cho tôi nhỏ cái này được luật sư. Dạ được. Dạ ví dụ giờ mình gọi là cho nó ghiếp cho thì có được không? Hai người rút ra hết rồi điều người mới một người ghiếp được không? Vẫn tăng. Nó không có ngu. Không có luật, có luật không? Ví dụ mình cho đó, hai người họ cho mình đó. Dạ, nó có điều khoản. Cái luật đó có được không? Nó có nói là có gift nhưng mà nó sẽ không tin là gift, do đó nó vẫn tăng. Rồi ông phải chứng minh. Nó tăng thì mình đồng ý nó tăng, nhưng mình đồng chấp nhận tăng, nhưng mà nó cho làm cái luật đó không, cái gift đó phải cho không chứ? Ông có quyền cho gift, nếu là của mình cho ai cũng được. Ok. Dạ. Mình cho ai cũng được, không thành vấn đề. Thứ nhất là trong năm nay đó, ông có thể cho tha hồ, ông cho lên tới 11.200.000 cũng không có bị thuế mà gift tax, ok? Dạ, cho tôi. Như vậy là bây giờ theo ý luật sư là mình nên giúp một người, để một người, hay là mình nên gift thì tao hai người họ gift hết cho mình, họ đồng ý gift hết vậy thì được tốt hơn không? Cái đó là giữa dàn xếp, cái đó ông hỏi tôi không thua vậy đó, không tốt hơn tôi, nó không có thay đổi gì hết đó. Ông cho dù hai người có cho mình ông hay là một người rút ra để một người thì nó vẫn là tăng thuế đất thôi. Ok. Dạ, cái nhà thì có 300.000 thì cái đó là nó cái luật mới là có cần qua bao thế không? Không, cho dù nó 100.000 vẫn phải đóng thuế trên 1% thôi, mà 300.000 cũng đóng thuế trên 1% thôi, không có cái đóng bởi gì. Đóng thuế theo property tax hay là đóng thuế mà lợi tức không? Đóng thuế trên cái trị giá của cái bất động sản đó. Bây giờ họ mua, mình mua 300, bây giờ mình đại phú giờ là 500, ví dụ thì họ đóng thuế thì 500 đúng không? Dạ đúng. Đóng thuế hàng năm đó. Dạ đúng. Dạ, cảm ơn một cái việc này anh lập ra. Dạ, cảm ơn ông ha. Chào ông. Dạ, cảm ơn. Hello, giờ chúng tôi nghe đây. Dạ, có một luật sư cho tôi hỏi được không ạ? Dạ được ông. Ông có thể đặt câu hỏi. Bây giờ như là trường hợp là ví dụ tôi, hồi xưa tôi lấy một người vợ thì hơn 20 năm thì tôi về hưu, các thay thế người vợ trong đó luôn thì người vợ sẽ được hưởng cái tiền hưu đó, đúng không? Dạ đúng. Đó, nhưng mà sau này, ví dụ thì tôi lại lấy, tôi ly dị, tôi lấy một cái người vợ sau, thì lúc này tôi không có đi làm, nữa, không có thay thế, thì người vợ đó không có đó. Thì nếu mà sắp thêm 10 hay 20 năm nữa thì người vợ đó có được tiền không? Được. Lãnh tiền hưu của tôi không? Mặc dù cái thời gian sau này tôi không có đi làm, không có thay thế chung được người vợ đó, chỉ có hậu thú thôi. Đúng. Cái người vợ thứ nhất á, mà ông lấy á, trên 10 năm á, nếu bà không có tái giá, cho đến khi sau khi bà 60 tuổi, thì bà vẫn có thể, nếu bà muốn, có thể claim qua phân nửa của ông khi bà tới tuổi về hưu. Còn cái người vợ thứ hai vẫn có thể claim với cái tiền đóng góp của ông với Social Security, với điều kiện là bà phải lấy với ông trên 10 năm. Và khi bà tới tuổi về hưu
tùy cái năm mà bà được sinh ra, có thể là 66, 67 tuổi gì đó, thì bà sinh thì bà cũng sẽ được hưởng theo ông. Mặc dầu tôi không có đóng thuế cho Mặc bà. dù ông không có đóng thuế, không có làm gì hết. Không được. Ồ, thế là Ok. Ok. dạ. Dạ, cảm ơn luật Dạ, sư rất cảm ơn ông. rõ ràng. Dạ, thank you ông. Hello, dạ chúng tôi nghe đây. Tôi luật sư Liêm và luật sư Hoàng Ngôn nghe đây. Hello. Dạ, tôi. Dạ, alo. Dạ, chào anh. Dạ, chào, tôi xin hỏi về thẻ tín dụng đó. À. Thí dụ như một người họ đứng ra tự đứng ra xin thẻ tín dụng rồi họ xài rồi bây giờ họ mất đi, vậy cái hãng cái nhà băng đó nó có đuổi theo một cái người chồng hay vợ còn sống không? Không, trừ khi người vợ hay người chồng á có tên hay có tên ở trong cái credit card đó. Còn nếu cái credit card đó chỉ là cái người chết, tên của người chết duy nhất á, thì nó không có theo đuổi người vợ hay người chồng của họ. Nhưng Nhưng mà thí dụ như nếu trên nhà cửa vợ chồng đứng chung có bị đòi không, người xin? cũng có thể, nếu mà chẳng hạn biết đâu cái người chết đó họ thiếu 15, 20 ngàn, 100 ngàn gì đó, thì nó có thể nó sẽ kiện cái người mà chết, cái estate của người đó. Và nếu người đó đó họ phải làm cái thủ tục probate, thì cái bổn phận người luật sư đó là sẽ phải thanh toán cái số tiền thiếu nợ của cái người chết từ ở trong cái estate của họ. Cái thành ra nó Ví dụ cái như giả bây giờ thuyết. mình đi ra nhà băng lấy cái tên của người chết ra khỏi cái mortgage thì sao luật sư? Thì ông phải refinance lại. Cái mortgage á, khi mà mình qua đời đó, thì nhà băng nếu nó không biết thì không sao, tiếp tục vẫn trả cho khi mình trả hết. Mà nếu nó biết đó thì nó sẽ bắt mình phải refinance lại cái nhà đó. Ok. Chứ cái chết không phải là cái lý do để mình có thể không được, không phải trả tiếp hay là tiếp tục trả được. Một khi nhà băng nó biết mình chết, do đó nhiều người đó nhiều khi không biết, khi cái người vợ hay chồng chết cái thông báo nhà băng đó, là một khi nhà băng thông báo biết thì nó sẽ bắt là cái người còn sống đó là phải refinance lại cái nhà đó. Ok, cảm ơn ông. Hello, giờ chúng tôi ở đây. Phải luật sư Liêm không ạ? Dạ phải không? Dạ, tôi luật sư Liêm. Thông thường như luật sư Liêm làm về lao động Tết, luật sư làm bao nhiêu cái form luật sư? Bao nhiêu cái gì? Bao nhiêu form Nhiều form lắm không? cái lao động Tết á? Nhiều form lắm, nó gọi là estate planning, nhiều form lắm, nhưng mà tối thiểu khi ông nói form đó là nhiều lắm, tại vì tùy theo cái tài sản của người đó, nhưng mà thường đa số đó là đó, bây giờ tôi nói basic đó, là có bốn cái document chính, nó là cái living trust hoặc là declaration of trust là cái document chính, là gọi là cái tín quỹ. Nhưng mà cái trust nó có hiệu lực liền, do đó người luật sư bắt buộc phải làm thêm một cái document nữa, nó gọi là cái pour over will. Pour over là đổ vào, will là di chúc, bởi vì cái trust chỉ có hiệu lực liền, nhưng mình đâu có chết đâu. Có thể 5, 10, 20 năm sau khi cái trust được thành lập mình mới qua đời. Thì trong cái thời gian mấy chục năm đó, nếu mình có tài sản gì mình tậu mình quên không bỏ vô cái trust, thì cái pour over will, cái ngày mình chết đó, nó vét những tài sản nó đổ vào trong cái trust, để không có tài sản nào phải lọt ra ngoài và phải theo thủ tục probate hết. Nó có document thứ ba nữa, nó gọi là durable power attorney, tức là cái giấy ủy quyền về tài chính, để khi cái người đó đó mình nó lớn tuổi rồi, hay mình bị coma hay là mình bị Alzheimer, thì những người thân mình đó có thể giúp để lo vấn đề tài chính cho mình. Cái document thứ tư đó, nó gọi là advance healthcare directive, tức là giấy ủy quyền về y tế và hậu sự. Đó là theo theo tư cái ý đó. Tức là nếu chẳng may mình vào bệnh viện, mình không quyết định được, mình mê man, thì mình có thể cho phép người thân của mình, có thể cho bác sĩ nhà thương biết để make cái healthcare decision, để cho những quyết định trong vấn đề chữa bệnh hay không chữa bệnh cho mình, hay rủi mình bị coma thì mình muốn được chữa đến tận cùng hay rút ống. Đó là bốn cái basic đó document. Nhưng mà thật sự đó, văn phòng tôi còn làm nhiều hơn nữa. Lấy thí dụ, cái Living Trust đó là cái Declaration of Trust đó. Ngoài cái Declaration of Trust, tôi còn làm gọi là cái Abstract of Trust. Tại sao làm như vậy?
là bởi vì cái Declaration of Trust ở trong đó sẽ nói rõ rằng cái tài sản mình phân chia ai, ai được thừa hưởng, phân chia như thế nào, có những điều khoản vân vân. Thì nhiều khi mình không muốn cho người ngoài biết, thí dụ nhà bank nó có thể xin request cái copy cái trust của mình, hay là county recorder, hay là insurance, hay là những người được thừa hưởng. Thì do đó đó mình sẽ có cái nó gọi là cái abstract of trust, tức là nó rút gọn của cái living trust mình, mà đồng thời để nó bảo vệ những cái tin tức về tài chánh, về cá nhân của những người thừa hưởng của mình. Thì nó gọi là cái abstract of trust để bảo vệ cái confidentiality, cái bí mật về vấn đề tài chánh của mình. Ok. Ngoài ra thí dụ nếu mình có công ty corporation thì cái người luật sư phải làm cái những cái giấy để chuyển cái quyền lợi, cái interest của cái người thân chủ vào trong của cái corporation vào trong cái trust, do đó họ phải làm là cái corporate resolution and minute để reflect cái việc mà cái người chủ của cái corporation đó để chuyển cái quyền lợi của họ vào ở trong cái living trust của họ. Đó là trong trường hợp có những người thân chủ họ có những cái business dưới cái dạng corporation hay là LLC vân vân, hay là partnership vân vân. Thành ra basically đó là những cái ông cần nói thì tôi nói càng nhiều thì nó tóm lại là tùy theo cái người thân chủ, những cái tài sản gì họ có và những cái business gì họ có, thì do đó người luật sư phải làm để mà you know giúp cho họ để chắc chắn là khi họ qua đời đó những cái tài sản đó không phải qua thủ tục probate. Ok. Yeah, còn như mình chỉ có một cái nhà với một cái sư đắp cao thì coi như mình chỉ làm bốn cái form đó thôi phải không? Dạ đúng, dạ đúng, dạ đúng, dạ đúng, dạ đúng. Dạ, cảm ơn luật sư nhiều, để tôi gọi văn phòng luật sư. Dạ, cảm ơn ông. Tới đây thì chúng tôi phải tạm ngừng, và bởi vì chương trình đã mãn, thành ra tôi với luật sư Hoàng Ngô cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Người Việt Luật Mỹ trong suốt một giờ qua. Và chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị vào thứ tư tuần sau cũng với chương trình Người Việt Luật Mỹ cũng từ 7 giờ tới 8 giờ và cũng qua cái làn sóng mới là 56.7. Và trong từ đây tới đó nếu quý vị có những cái nhu cầu về vấn đề luật pháp thì có thể liên lạc với văn phòng luật sư của chúng tôi qua cái số điện thoại ở trên màn ảnh của đài là 714-898-7579, 714-898-7579. Và tôi và luật sư Hoàng Ngô cũng như luật sư khác trong văn phòng hy vọng sẽ có thể giúp đỡ quý vị trở về vấn đề luật pháp. Một lần nữa chúng tôi cảm ơn quý vị. Luật sư Hoàng Ngô. Cảm ơn luật sư Lâm, cảm ơn thí quỹ gọi yêu cầu này nói chuyện với luật sư Lâm, nói chuyện với luật sư Hoàng Ngô thế này. Dạ, cảm ơn quý vị. Chúc quý vị một tuần lễ vui vẻ. Yes.